Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 1 tháng 12 năm 2022 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Gia Lai, cựu tù nhân tố cáo bị tấn công tình dục, đối xử vô nhân đạo trong thời gian tạm giam. Cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội nhận quyết định cảnh cáo từ Phó Thủ tướng. Lãnh đạo, bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Ninh Thuận bị tố cố ý làm sai lệch hồ sơ. Cựu trưởng ban tuyên giáo quận ủy 11 bị án 3 năm vì trục lợi việc tiêm vaccine COVID-19. Hai cựu lãnh đạo CNCO 1 bị đề nghị truy tố. Cựu tù nhân Nguyễn Thị Huệ ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nói bà bị tấn công tình dục và đối xử vô nhân đạo trong thời gian bị tạm giam để điều tra tại trại tạm giam công an huyện Ia Grai. Bà Huệ sinh năm 1968, bị bắt ngày 12 tháng 3 năm 2019. Bà Huệ cho biết mình bị bắt sau khi tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu hồi năm 2018. Bà bị kết tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Tháng 10 năm đó, bà bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam. Bà Huệ mãn hạn tù vào tháng 6 năm 2021. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do: trong thời gian giam ở huyện Grai này, bị đánh đập mà rồi cúp nước, không cho tắm cả một tuần trời, không cho nước đi vệ sinh, rồi không cho thăm gặp, không cho gì hết cả. Bà nói bà bị trưởng trại giam tên Sơn tấn công tình dục trong thời gian này. Bà Huệ không nhớ họ của ông Sơn. Bà Huệ thuật lại như sau: đến khoảng chừng 9 rưỡi là cái thằng Sơn là trưởng trại là nó uống rượu vào, xong rồi bắt chị cởi hết quần áo ra, chị la lên. Khi bảo vệ la lên, ông trưởng trại giam Tiên Sơn bỏ đi. Sáng hôm sau, người này quay lại khu vực giam giữ và bắn 2 phát đạn, một vào buồng giam của bảo vệ và một vào buồng giam bên cạnh, làm vỡ ca đựng nước. Với sự đe dọa, những người bị giam tại đây không được nói gì về sự việc xảy ra đêm trước. Bảo vệ cho biết ông Sơn chỉ tấn công tình dục một lần. Trong 4 đêm tối khác, ông này cũng uống rượu rồi đến đập cửa buồng giam của bà, bắt bà dậy và hát cho ông ta nghe. Bà Huệ kêu cứu và tố cáo việc mình bị tấn công và sách nhiễu trong đêm, nhưng phía trại giam im lặng. 3 hôm sau, bà Huệ tố cáo với 2 người từ Viện Kiểm sát huyện khi họ vào kiểm tra tại trại tạm giam. Bà cho biết phía kiểm sát có mời bà lên làm việc nhưng họ bao che cho công an, nên sự việc không đi đến đâu cả. Bà nói trong khu vực tạm giam có gắn camera nhưng phía trại tạm giam không cho camera hoạt động vì sợ để lại những chứng cứ về việc đàn áp người bị tạm giam. Sau đó bảo vệ cho biết mình bị tấn công bằng gậy bởi 2 người cũng bị tạm giam và bà nghi ngờ vụ tấn công này do sự chỉ đạo của cán bộ công an. Trong khi chạy để tránh đòn, bà bị đâm vào bể nước và rách đầu, phải khâu 4 mũi. Bảo vệ còn tố cáo trong 2 lần phải đi bệnh viện trong thời gian tạm giam, bà bị tiêm thuốc thần kinh làm bà không biết gì hết. Trại tạm giam còn trả thù việc bà tố cáo cán bộ của trại bằng cách cúp nước và nấu cá mà không mổ bụng rồi cho bà ăn. Phóng viên gửi email tới công an huyện Ia Grai để kiểm chứng thông tin mà bà Huệ cung cấp nhưng chưa nhận được hồi âm từ cơ quan này. Bà Huệ nói công an huyện Ia Grai dụ dỗ và ép bà không được thuê luật sư với lời hứa hẹn cho tại ngoại. Tuy nhiên bà vẫn nhờ luật sư Nguyễn Duy Bình ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ pháp lý. Phóng viên liên hệ với luật sư Nguyễn Duy Bình để hỏi về những gì bà Huệ đang nói, nhưng luật sư từ chối trả lời. Sau khi bị kết án, vào tháng 11 năm 2019, bà Huệ được chuyển sang trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian bị giam ở trại giam Gia Trung, bà Huệ cho biết bà nhiều lần bị đánh đập bởi tù hình sự, những người được gọi là trật tự viên có nhiệm vụ giúp quản giáo quản lý tù nhân khác. Phóng viên có liên lạc với 2 cựu tù nhân lương tâm là Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai, là những người bị giam giữ ở trại giam Gia Trung cùng thời gian với bảo vệ, thì được họ cho biết có nghe tin bà Huệ bị đánh đập và đàn áp bởi trật tự viên nhưng không rõ nguyên nhân. Phóng viên cũng gọi điện đến trại giam Gia Trung để hỏi thông tin của bảo vệ nhưng không ai trả lời máy. Bà nói sau thời gian bị giam cầm, đặc biệt là thời gian tạm giam ở công an huyện Ia Grai, sức khỏe bà bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều cơn đau đầu hành hạ bà làm cho bà không thể làm việc nương rẫy như trước khi bị giam cầm. Bà chia sẻ ý định khiếu kiện đòi chính quyền huyện Ia Grai bồi thường về bản án oan sai và thời gian 2 năm 3 tháng tù giam. Cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang vừa nhận quyết định cảnh cáo do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 30 tháng 11 về quyết định vừa nêu. Đây là quyết định kỷ luật về mặt chính phủ đối với ông Bùi Nhật Quang sau khi ông này đã bị Đảng Cộng sản kỷ luật do những sai phạm trong công tác.
Hôm ngày 30 tháng 9, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có quyết định cảnh cáo đối với ông Bùi Nhật Quang. Quyết định kỷ luật ông Quang mà Bộ Chính trị đưa ra dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20 được thông báo hôm 26 tháng 9 vừa qua. Ông Bùi Nhật Quang bị cho vi phạm quy tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của đảng ủy, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, với trách nhiệm nêu gương và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để Viện Hàn Lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Lãnh đạo, các bác sĩ và kỹ thuật viên khoa hóa, vi sinh của Bệnh viện Ninh Thuận bị tố cáo cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh chết trong tai nạn giao thông liên quan thiếu tá trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937. Tin do truyền thông Việt Nam loan đi ngày 1 tháng 12. Cụ thể, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân, thông báo việc đã gửi đơn tố giác như vừa nêu đến cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Tin cho biết cơ quan này xác nhận đã tiếp nhận đơn của ông Hồ Hoàng Hùng. Vào đầu tháng 11 vừa qua, gia đình của nạn nhân Hồ Hoàng Anh đặt nghi vấn sau khi có kết luận giám định của cơ quan chức năng về vụ tai nạn. Theo thông báo về kết quả giám định vụ việc, do Trung tá Lê Hồng Trình, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra ký tên, không phát hiện thấy dấu vết bị chỉnh sửa, cắt, ghép về nội dung trên 9 tập tin video gửi giám định. Ngoài ra, cơ quan giám định cho rằng ô tô có bật đèn chuyển hướng, tốc độ từ 27 đến 28 km mỗi giờ. Cha của nạn nhân đặt nghi vấn rằng gia đình không rõ các video clip mà cơ quan điều tra giám định lấy từ đâu để khẳng định xe ô tô gây tai nạn có phát tín hiệu rẽ phải trước khi va chạm. Các video clip mà gia đình được tiếp cận trước đây đều thể hiện chiếc ô tô không phát tín hiệu xi nhan trước khi xảy ra tai nạn. Ông Hồ Hoàng Hùng còn nêu thắc mắc đến nay thời hạn tạm giam đối với ông thiếu tá Hoàng Văn Minh, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Tuy nhiên, gia đình ông Hùng chưa nhận được thông báo gì liên quan các bước tố tụng tiếp theo. Cục trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tuấn vào ngày 1 tháng 12 năm 2022 bị tuyên án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ tiêm vaccine COVID-19. Ngoài bản án 3 năm cho ông Nguyễn Thanh Tuấn, tòa còn tuyên bà Lê Thị Kim Dung, chủ tài khoản Facebook Kim Jun, 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cáo trạng nêu rằng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7 năm 2021 phát hiện trên tài khoản Facebook Kim Jun có đăng thông tin cung cấp dịch vụ tiêm vaccine phòng COVID-19. Cơ quan chức năng xác định nhiều người đã được bà Kim Dung móc nối và ông Nguyễn Thanh Tuấn đưa vào danh sách tiêm ngừa dù chưa có tên. Ngoài những trường hợp do bà Kim Dung móc nối, ông Tuấn còn đưa vào danh sách những người do bà Lý Thái Huyền Trang, giám đốc tư vấn tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn Sinicom Investment giới thiệu. Lúc đó, ông Tuấn là tổ trưởng tổ tiêm ngừa vaccine COVID-19 tại địa điểm ở phường 10, quận 11. Số tiền thu từ những người tiêm được chia một phần cho ông Nguyễn Thanh Tuấn. Cựu chủ tịch hội đồng thành viên và cựu tổng giám đốc công ty xây dựng công trình giao thông 1, CNCO 1, bị đề nghị truy tố do có sai phạm gây thiệt hại cho nhà nước gần 55 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đưa ra đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như vừa nêu. Hai người bị đề nghị truy tố là ông Phạm Dũng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, và ông Cấn Hồng Lai, cựu tổng giám đốc CNCO 1. Ngoài ra, còn có 5 người khác cũng bị đề nghị truy tố trong vụ này. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, CNCO 1 trước khi cổ phần hóa vào giai đoạn 2010-2013, còn 50 công ty nợ 364 tỷ đồng. Trong số này, có 184 tỷ là khoản được nói khó đòi, nên những người liên can vừa nêu cho xóa nợ dù là tài sản công. Ngoài số tiền vừa nêu, khi cổ phần hóa, CNCO 1 còn không bàn giao giá trị quyền sử dụng đất, 4 lô đất vào giá trị doanh nghiệp.
4 lô đất được nói ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và Gia Lai. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.